Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi trưa. Hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2022. Mình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, trong phiên hôm nay, giá vàng đã quay trở lại ngưỡng trên 1830 đô la Mỹ một ao khi đồng đô la Mỹ giảm nhanh trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng với các loại tài sản rủi ro do lạm phát tăng và nguy cơ suy thoái tăng lên còn là tại thị trường trong nước theo ghi nhận phiên hôm nay giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua bán theo biến động của thị trường vàng thế giới với mức tăng từ 50 cho đến 100.000 đồng một lượng cụ thể công ty vàng bạc đa quý sài gòn stc niêm yết ở chiều mua 67.850.000 đồng một lượng chiều bán 68.650.000 đồng một lượng tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán là 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại PNG tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 67.800.000 đồng một lượng, chiều bán 68.600.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch ở chiều mua và chiều bán là 800.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji không có sự thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên nền trước đó. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 67.900.000 đồng một lượng, chiều bán 68.600.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán là 700.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1834,5 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 3 đô la với tỷ lệ 0,17%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1832 đô la Mỹ và cao nhất 1838 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 20.200 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã tăng 1,58%. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đứng tại mức 104,111 điểm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 3,154% một năm. Giá dầu thô thế giới sụt giảm về mức 103,495 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 67.850.000 đồng một lượng chiều bán 68.600.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 30.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 40.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 67.860.000 đồng một lượng. Chiều bán 68.580.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng STC tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.150.000 đồng một lượng. Chiều bán 68.450.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 67.650.000 đồng một lượng, chiều bán 68.450.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 67 triệu 820 000 đồng một lượng đến 67 triệu 870 000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 68 triệu 650 000 đồng một lượng đến 68 triệu 700 000 đồng một lượng. Giá vàng bốt số 9 vàng nét trang STC nhẫn bốt số 9 loại từ 0,5 cho đến 5 chỉ tăng 100.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán ở chiều mua hiện đang có mức giá 53.800.000 đồng một lượng chiều bán 54.800 cho đến 54.900.000 đồng lượng vàng nết trang bốt số 9 cũng có mức tăng tương tự 100.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán ở chiều mua hiện đứng tại mức 53.700.000 đồng lượng chiều bán 54 triệu 400 000 đồng một lượng Vàng đi trang 24k tăng 99 000 đồng một lượng cả chiều mua chiều bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 52 triệu 561 000 đồng một lượng Chiều bán 53 triệu 861 000 đồng một lượng Vàng đi trang 18k tăng 75 000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua hiện đứng tại mức 38 triệu 954 000 đồng một lượng Chiều bán 40 triệu 954 000 đồng một lượng Vàng nữ trang 14K tăng 58.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 29.868.000 đồng một lượng và 31.868.000 đồng một lượng. Vàng đích trang loại 10K tăng 42.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 20.837.000 đồng một lượng, chiều bán 22.837.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, mặc dù giá vàng đã khôi phục trở lại so với phiên ngày hôm qua, tuy nhiên hiện tại giá vàng vẫn đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1830 đô la. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 51 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước 17 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Giá vàng phiên hôm nay biến động trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell đã nói trước Quốc hội rằng Phép cam kết mạnh mẽ trong việc kiềm chế lạm phát và việc tăng lãi suất cơ bản liên tục sẽ vẫn phù hợp. Với thông tin trên, giới đầu tư tài chính đã tăng nhu cầu trụ ẩn vốn vào vàng để phòng chống lạm phát. Vào đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng đã nhảy vọt lên mức 1847 đô la Mỹ. Tuy nhiên, đà tăng này không được duy trì sang phiên ngày hôm nay khi mà mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu đã sụt giảm về sát mức 100 đô la Mỹ một thùng. Lạm phát hiện là vấn đề lớn đối với nhiều nước trên thế giới. Nỗi lo về khả năng nền kinh tế của Mỹ suy thoái cũng như những bất ổn địa chính trị gia tăng cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên. Tại châu Âu, lạm phát tiếp tục nóng lên. Nước Anh công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 đã tăng lên 9,1%. Đây là mức cao nhất trong vòng 45 năm qua. Về dự báo giá vàng, vàng tiếp tục là mặt hàng giữ được mức giá khá vững và có triển vọng tốt hơn so với các loại tài sản khác. Mặt hàng này được hưởng lợi từ những bất ổn trên thị trường tài chính thế giới. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, mặt hàng kim loại quý sẽ kết thúc năm nay ở mức thấp hơn do lợi tức thực của trái phiếu vẫn đang tăng lên. Điều này ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của các nhà đầu tư. Các dự báo cho rằng, vàng có dư địa đã tăng trong ngắn hạn, nhưng có xu hướng giảm vào cuối năm vàng được dự báo sẽ ở mức bình quân 1820 đô la Mỹ một ao trong năm nay. Điều đó có nghĩa là vàng sẽ xuống dưới ngưỡng 1800 đô la trong nửa quý năm 2022. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo